Trong video này thì mình sẽ mở một cái khóa học online về đàn guitar. Thì mình sẽ tổng hợp làm thành 11 video ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, đơn giản để cho một người, để cho mình dù không biết gì về guitar nhưng mà mình xem, mình vẫn hiểu, mình vẫn làm được. Khi học xong 11 bài về guitar này thì tự động là chúng ta sẽ biết về guitar và có thể nhìn hát được bất cứ bài nào. Thì ở trong cái khóa học online này thì mình sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt một năm để đảm bảo được là bạn học, bạn đạt được cái kết quả tốt nhất. Có điều gì thắc mắc thì có thể trao đổi trực tiếp qua lại hỏi để đảm bảo kết quả tốt nhất. Thì khóa học này thì mình sẽ mở ra, sau đó là mình sẽ dạy cho những ai mà muốn học guitar từ trước đến giờ nhưng mà học hoài vẫn không biết, những người chưa biết gì về guitar hoặc là những người mới biết chập chững về guitar nhưng mà muốn nâng cao lên một tí, thì đây là cái khóa học dành cho bạn. Nếu như mà bạn cần, bạn muốn thì hãy liên hệ với mình để mà có khóa học này. Cảm ơn bạn rất là nhiều.